Chào tất cả mọi người, mời mọi người hãy theo chân Bến Tre Vlog để khám phá thêm một quán cà phê nằm trong nội ô thành phố Bến Tre nhé. Nam Kỳ Coffee hoặc là 50 Coffee, tọa lạc tại 76/3, lộ số 4, phường 2, thành phố Bến Tre. Và hiện tại là mình đang có mặt tại quán cà phê Nam Kỳ Coffee hay còn gọi là 50 Coffee. Thì mọi người sẽ theo chân taxi vào để mình cùng nhau order những cái món nước cũng như là những món bánh tại đây nhé. Giá cho các loại bánh và nước ở đây dao động là từ 15 cành cho đến 45 cành. Hôm nay nhóm chúng mình sẽ review cho các bạn ba loại nước tại Nam Kỳ Coffee. Thứ nhất là trà sữa than tre, cái thứ hai là cà phê kem mặn, thứ ba là cà phê đá xay. Một trong những thành viên của Bến Tre Vlog sẽ cho các bạn cái cảm nhận đầu tiên khi dùng cái loại nước này. Chào các bạn, mình là Đinh Hùng Minh đến từ kênh Bến Tre Vlog. Vẫn trong chuỗi series cà phê thì hôm nay nhóm chúng mình sẽ tiếp tục ghé thăm một cái quán cà phê rất là đẹp và rất là đặc lạ trên ngay địa bàn thành phố Bến Tre luôn. Mình nghĩ nếu mà các bạn không để ý thì chưa chắc gì là gặp được cái quán này. Và không để các bạn tò mò thêm thì mình xin tên là quán cà phê Nam Kỳ. Hãy theo chân taxi để tham quan một phòng bên trong quán có gì nổi bật đây. Ở quán thì có hai lầu ha, một ở dưới là quầy order và những cái bàn kiểu xưa để cho các bạn ngồi uống cà phê. Bên trên là có một cái shop quần áo theo phong cách cổ điển. Bạn nào muốn vào xem cũng như là mua thì phải liên hệ với shop trước. Trên lầu 1 ngoài có một cái shop quần áo thì bên trong nó có một cái khu vực dành cho các bạn ngồi có máy lạnh. Nếu các bạn không thích ngồi máy lạnh, các bạn có thể bước ra bên ngoài bên ban công. Phía trước thì có một cái dãy ghế và những cái khu chụp hình khá là đặc biệt để các bạn hưởng thụ được có một không gian mát mẻ bên cạnh những cái vườn cây, vườn hoa.
Hãy một lần đến và trải nghiệm thâm giang kiểu xưa cùng với hương vị từng món nước, món bánh tại Nam Kiệt Coffee hoặc là 50 Coffee. Taxi mến chào tất cả mọi người đã theo dõi Bến Tre Vlog trong thời gian qua. Hãy tiếp tục đồng hành và cùng nhóm để cho ra những sản phẩm và video mới và hấp dẫn hơn nhé.